Và kính thưa quý vị, hai màu đỏ đen thống trị thảm đỏ của quả cầu vàng lần thứ 71 vừa qua. Năm nay, dường như những quý bà tại Hollywood đang chuyển màu và ưa chuộng màu kim óng ánh của rượu champagne, kết hợp cùng với những họa tiết màu đỏ tươi hoặc đen đậm để tô điểm cho sắc đẹp của mình trên thảm đỏ của lễ trao giải quả cầu vàng. Tại buổi lễ được diễn ra vào tối hôm Chủ nhật vừa qua, nữ diễn viên Julia Roberts đã tỏa sáng trong một bộ váy của hãng Dolce & Gabbana được kết hợp với một chiếc áo sơ mi đen trắng và một chiếc thắt lưng nạm đá thạch anh. Trong khi đó, ngôi sao trẻ Jennifer Lawrence lại mặc trên mình một chiếc váy Dior màu trắng và hai chiếc đai lưng màu đen. Tham dự tại sự kiện này, nữ diễn viên Amy Adams đã lựa chọn cho mình một chiếc váy đỏ của Valentino. Trong khi đó, một số ngôi sao khác như Lupita Nyong'o lại chọn đồ của Ralph Lauren. Eddie Falco thì mặc váy của Lanquin và Berenice Bejo thì lại súng xính trong bộ đồ Giambattista Valli. Tại buổi lễ năm nay, màu kim óng ánh của rượu champagne lại trở thành lựa chọn của các ngôi sao nữ như Joey Deschanel và Michelle Dockery. Bên cạnh đó, màu đen vẫn là một lựa chọn gần như không thể thiếu đối với những người đẹp của Hollywood. Năm nay, Kate Blanchett đã chọn cho mình một bộ váy đen của Armani Prime. Trong khi đó, Jessica Chastain lại lựa chọn trang phục của Givenchy. Xuất hiện tại buổi lễ còn có các ngôi sao mang bầu như Drew Barrymore, Olivia Wilde và Kerry Washington với những bộ trang phục thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng.